Em chào các bác. Mùa này thì địa lan là bắt đầu có rất là nhiều những cái cây khác nhau nở. Ở cái mùa này là mùa thu và những cái cây này là những cái cây địa lan mùa thu các bạn. Ví dụ như là đây là cây tứ thời này. Ở cái cây tứ thời này thì nếu để nói như mọi người hay gọi á, nó là nở bốn mùa quanh năm á, thì nó nở ở đâu thì em không biết, nhưng mà ở vườn em trồng ở Hà Nội á, là cái cây này nó chỉ nở vào cái dịp mùa thu, gọi là cuối mùa hè đầu mùa thu và đến mùa đông là có thôi. Chứ còn những cái như mùa xuân hè thì ít khi nó nở lắm, ít khi nở. Mặc dù nhà em cũng nhiều chậu chứ không phải một chậu, nhưng mà gần như là nó cũng kiểu là ít nở các bác, hoặc là không nở. Thì nhìn chung là em thì em nghĩ là cái do là cái vấn đề là ví dụ một cái cây đây, như một cái cây này nó lên nó nở hoa thì nó phải nảy mầm phát triển trưởng thành xong thì nó mới có thể ra hoa được. Thì cứ theo chu kỳ của nó thôi, chu kỳ của nó là một cây này mà nó cứ nảy mầm xong đẻ ra khỏe lớn lên xong thì là ra hoa thôi. Thì là cái cây này thì gọi là cây tứ thời các bạn, cây tứ thời, cái này lá phát tài cũng khá là hay. Nhưng mà ý em nói là cái vấn đề là nó có nghĩa là phải đẻ mầm sinh trưởng khỏe đến khi phát triển thành củ như này rồi thì nó mới có thể ra hoa được các bạn. Chứ còn nếu mà để gọi là hoa quanh năm thì những lúc nó mới mầm thì em nghĩ là không thể hoa được. Nhưng cái mùa hè thu và mùa thu đông này thì rất là nhiều cái cây này và nó có nở được, nhìn chung là nhiều thời gian. Ví dụ như là cái cây này nó có trưởng thành, nó có nở bây giờ này. Cái cây kia, cái thân bên kia thì nó nở trưởng thành rồi, nó nở trước rồi, còn cái thân bên này bây giờ nó mới trưởng thành, nó mới nở ấy. Thì là nó cũng đại loại là cứ trưởng thành nở nó đúng chu kỳ của nó, chứ không phải lúc nào nó cũng nở được các bạn. Thì đấy là cây tứ thời hoa bốn mùa. Ở bên này thì có một cái cây nữa là cái cây lá biên, à cái cây hoa chớp các bạn, hoa chớp. Cây này cây trắng hoa chớp xanh, các bác có thể thấy là nó chớp xanh khá là ít ở đầu cánh, nhưng mà đại loại là chớp xanh đầu cánh các bạn. Nó là một cây khá hay. Cây này thì thân lá thì nó như cây bạch ngọc thôi chứ nó cũng không có gì đặc trưng cả. Thân lá như cây bạch ngọc các bác nhé. Đây các bác nhìn này, thân lá như cây bạch ngọc. Thân lá nhỏ như cây bạch ngọc các bác. Nó cũng nở ở cùng cái mùa này, nó có mùa từ bây giờ đến mùa xuân là vẫn có nhưng mà ít hơn các bác nhé. Còn bên này thì là cây đại kiều này thì cánh nó không có chớp nhưng nó hoa nó trắng tuyền các bạn. Hoa nó trắng tuyền. Hoa trơn tuyền ấy thì nó dạng như kiểu là một cái cây. Em thì em nghĩ là nó là dạng như kiểu là cái cây tứ thời nhưng mà đột biến thì hoa nó trơn này thôi. Nói chung là nó cũng khá là hay và mùa này thì nó đang có hoa các bạn. Mùa này đang có hoa. Thì cái này cũng khá là hay. Đại kiều, cái này thì em cũng đã quay giới thiệu rồi, nhưng mà bây giờ đến mùa thì là em giới thiệu các bác một chút về các cái cây này để các bác tìm hiểu thêm về những cái cây này khi mà nó đang vào mùa và nó đa sắc thái. Ví dụ như cái mùa thu này. Ví dụ như mùa thu và những cái cây này nó có thể là nở cả mùa xuân các bác nhé. Nở cả mùa xuân và mùa mùa đông là có, mùa xuân thì ít hơn, nó như kiểu là cuối hè vẫn có những ít, cuối hè có những ít và chủ yếu là mùa thu khi mà cây nó đã hoàn thiện phát triển rồi thì nó sẽ trưởng thành củ và nó sẽ ra nụ thôi, ra hoa, có nghĩa là cây cứ lớn là ra hoa các bác nhé, kiểu vậy, kiểu cứ lớn là ra hoa chứ nó không 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 có gì không có gì khó khăn cả, rất là dễ các bạn. Đầu tiên đây thì em giới thiệu cho các bác cái cây này là cái cây tứ thời các bác nhé. Thì cây tứ thời thì nó có bộ thân lá khá là đẹp. Thân lá cái này thì nó khoảng dài tầm 40 các bác nhé. Đây là găng tay của em này. Khoảng 40. Và lá chia đều cũng rất là hay. Lá cái này chia đều khá là hay các bạn. Cái này thì em đang trồng nó ở trên chậu muống. Đang trồng trên chậu muống. Cũng khá là xinh. Khá là cân đối các bạn. Đây, chậu muống này là chậu muống nhỏ. Chậu muống này thì cũng được rất nhiều anh em trồng địa lan bố trí vào thì nó cũng lên một cái cây tổng thể, nó cũng rất là hay, rất là hợp lý các bạn. Rất là hay, rất là hợp lý. Đây là một chiếc chậu muống các bạn nhé. Cái chậu muống thì giá thành nó khoảng 350.000 một cái. Với những cái chậu muống như này, 350.000 một cái các bạn nhé, chậu muống nhỏ. Nó khá là đẹp. Chậu muống to thì nó đắt tiền hơn một chút. Em quay một vòng để các bác xem tổng thể cái lá của nó nhé. Tổng thể cái lá của nó khi mà lên cái chậu này khá là cân đối và đẹp. Cái này thì nó nở được mấy ngày rồi các bạn, nở mấy ngày rồi, nở được khoảng chắc tuần gì đấy, mà đợt này mưa nhiều nên cánh nó cũng kém hơn, nhưng được cái là khuôn bông form nó vẫn những cái bông này nó vẫn khá là hay, vẫn đẹp quá. Các bạn nhìn đấy, tứ thời là cây hoa màu vàng tím, nôm na là xanh vàng tím các bạn, xanh vàng tím, một bông cánh bầu khá là hay, thân lá nhỏ và rất là đẹp. Khi mà bố trí ở trên một chiếc chậu muống như này thì em thấy nó cũng là tương đối phù hợp các bạn. Để các bác nhìn tổng thể cả cái chậu muống nhé. Đấy, tổng thể chậu muống bông hoa cũng khá là đẹp, nhìn chung cũng khá là xinh.
Thì đây là cái cây tứ thời, hoa của nó nở vào dịp hè thu đông các bác nhé, hè thu đông. Là ở Hà Nội em là trồng thấy như thế, còn ở một số nơi khác thì em không nắm được đấy, nhưng mà em thấy là ở hè hè thu đông. Và cái quan trọng nhất là chu kỳ phát triển của nó, cây thì chỉ cần nó lớn phình cục to khỏe như thế này là có thể ra hoa được các bác nhé. Nó không ra hoa đợt này thì tháng sau nó ra hoa, ví dụ như cái thân nào nó ra hoa rồi thì có thể là nó không ra hoa nữa, hoặc là tháng sau nó ra hoa sau các bác nhé. Đây là cây tứ thời. Và em sang một cái cây này, em sang cái cây này là cái cây bạch ngọc. Cây bạch ngọc hoa chớp các bác nhá. Bạch ngọc hoa chớp nó không khác gì những cái cây bạch ngọc bình thường cả. Nó chỉ khác một tí tẹo thôi. Một tẹo là cái đầu cánh của nó có chớp xanh. Chớp xanh các bác nhá. Cái này thì là nó tùy nuôi điều kiện nuôi trồng ấy thì nó sẽ lên cái màu chớp nó sẽ nhiều ít khác nhau, nhưng cơ bản là nó cũng còn chớp xanh. Nếu nhìn xa thì gần như là không thấy. Nhưng nhìn gần, nhìn kỹ. Như địa lan này mình chơi khá là kỹ, mình chơi từ khuôn cánh cho đến màu sắc từng chi tiết nhỏ nhất. Thế nên là mình hiểu khá là sâu về nó. Thì mình sẽ nhìn những cái chi tiết nhỏ nhất ấy. Thì cái này nó cái chớp xanh khá là hay. Cái này đến nhỏ y chang đại bạch ngọc tiểu kiều thôi các bạn. Đây này. Lá rất bé, lá chỉ khoảng tầm 30 đến 40. 30 đến 40 cm các bạn. Và em trồng trên cái chậu muống. Cái chậu muống này thì đường kính 25 cm và chiều cao nó đâu đó khoảng 20 cm. 22 cm gì đấy và rộng 25 cm. Khi mà trồng lên cái chậu này thì cũng khá là xinh, lá xòe khá là cân đối và cũng khá là đẹp các bạn. Nhìn nó tương đối phù hợp. Có một số các bác thì thích cái trồng chậu cao cũng được thôi, để loại mình sở thích như nào thì mình trồng vậy thôi. Những cái chậu cao thì là thường miệng nhỏ hơn thì mình sẽ nhanh phải tách chậu hơn, còn cái chậu đại kiều, cái chậu muống ấy thì nó khá là to thì mình trồng có khi là 3 4 năm mình mới cần phải tách trồng hoặc là trồng lại. Thì cái chậu nó to hơn thì mình nhàn hơn, mình trồng một lần vài năm 3 4 năm sau mình mới phải thay các bạn. Thì cái cây bạch ngọc tiểu kiều thì nó cũng giống, gần như giống hệt cái này, khác mỗi tẹo chớp thôi. Thì mình cứ chơi nhiều thứ, nó đa sắc thái thì chơi nó rất là vui các bạn, chơi nó có màu nọ màu kia rất là hay. Và quan trọng là khi mà mình trồng nhà mình ấy, mình còn cảm nhận hương thơm nữa. Chứ còn nếu mà chỉ ngắm không thì ngắm qua video là quá ok rồi, đúng không ạ? Nhưng mà mình ở nhà mình còn chơi, mình thử hương nữa. Thì mỗi một lần thì nó sẽ tỏa hương khác nhau và mỗi một thời gian nó tỏa hương khác nhau. Thì mình chơi và mình cảm nhận và mình tìm hiểu thêm về nó thì nó đa dạng thì nó cũng rất vui các bạn. Và đây cuối cùng thì là một cái chậu đại kiều. Cây đại kiều này là một cây, một trong những cây địa lan truyền thống khá là hay. Nó nở mùa xuân hè các bạn. À, gọi là hè thu. Hè thu. Cũng khá là hay. Hoa màu xanh lưỡi trắng các bác nhé, xanh vàng lưỡi trắng, nhìn chung là mình gọi là trắng. Bạch ngọc đại kiều hay bạch ngọc tiểu kiều. Thì là cái cây tiểu kiều thì lá nó thẳng như cái cây vừa rồi á, như cây lá chớp ấy. Và còn cái cây này thì nó là cái cây đại kiều thì là lá nó to hơn. Lá to hơn và các bác nhìn nó vặn này, nó lá nó cánh cung. Lá cánh cung và các bác nhìn đuôi lá nó hay vặn này. Hay vặn vỏ đỗ. Khi mà các bác, nếu các bác nào mà đã từng trồng gọi là làm nông nghiệp ấy mà trồng trồng đậu đậu á, khi mà đậu nó khô á, thì là lá nó sẽ cái vỏ vỏ của cái đỗ á, là nó sẽ vặn như này, thì mình hay gọi là vặn vỏ đỗ đấy, như là em hay gọi là như vậy. Lá vặn nó rất là đẹp á, ngắm trông nó cũng nhìn chung là rất là hay. Cái này một số anh em ở cây địa xuân ấy thì anh em hay gọi là lá móng rồng, nhưng mà thực ra thì đại loại là gọi sẵn được thôi, nhưng quan trọng mình nhìn thấy là nó khá là xinh, khá là đẹp thì mình cũng thể là nghiên cứu chơi. Đây khi mà trồng lên một cái chậu chỗ bát tràng đấy, nó lên tổng thể nó dạng như này khá là xinh các bạn, khá là xinh, lá đẹp và lên một chậu lá cân đối là ok. Cái chậu này đường kính nó to bằng chậu muống ấy, đường kính khoảng 25 cm các bạn. Đại kiều rất là thơm nhé, ba cái loại này đều rất là thơm luôn các bạn. Và đây khi mà em nhìn tổng thể của cả ba loại các bạn nhé, tổng thể cả ba loại ấy, thì em nhìn nó dạng như kiểu là một cái cây tứ thời ở giữa này là cái cây hoa bình thường, hoa gốc. Còn những cái cây màu trơn bên này, ví dụ như cái đại kiều này, cái đại kiều này nó hoa xanh vàng lưỡi trắng và cây trơn không có cái một màu tím nào cả, thì nó có thể là đột biến van ba kiểu dạng như vậy ở trong phong lan mọi người hay gọi như thế. Và bên này thì có một cây là cánh chớp, nó cũng là cái này thì cánh chớp thì nó cũng là vàng lưỡi, có nghĩa là trắng ấy. Nôm na là trắng vàng các bạn, trắng đấy, trắng tuyền này cánh nó chớp thì nó khá là hay, thì nó là một dạng đột biến. Còn thể này là một cái thể bình thường, thể cơ bản, thể cơ bản anh em hay chơi gặp ở trong rừng tự nhiên là rất là nhiều các bạn nhé. Rừng tự nhiên là cơ bản là cái thể này, cái thể màu sắc là xanh vàng tím. Còn cái thể bên này là cái thể gọi là trơn, hoa trơn không có màu tím thì nó khá là hay. Thì ba cái thể này thì nó đều là những cái khá là hay và quan trọng là nó rất là thơm các bạn. Mùa hè này thì hè thu thì nó ít ít loại địa lan, ít loại địa lan, nên là mình cần những cái giống nào mà nó dễ trồng, dễ ra hoa, hoa thơm. Ví dụ như ba cây này thì em thấy là nó là cái cây gần như là cứ lớn khỏe là ra hoa thôi, chứ nó không quá cầu kỳ, cứ trồng sống là ra hoa kiểu dạng như vậy các bạn.
Thì đây nó là cây khá là hay, và cái mùa hè thu này thì nó cũng không có nhiều loài địa lan nở lắm, thế nên là các bác có thể là nghiên cứu sưu tầm những cái loại địa lan nó nở trái mùa so với mùa xuân thì là mình chơi hoa nó rất là vui các bạn. Thì có gì cần tư vấn trồng chăm sóc lan thì các bác liên hệ số điện thoại của em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.